Các em. Rồi, chúng ta đi vào ví dụ thứ nhất ta cần quan tâm. Ví dụ 1. Một sóng âm truyền trong không khí, mức độ âm tại M và tại điểm N lần lượt là 40 dB và 80 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M. Đáp án A 10.000 lần. Đáp án B 1.000 lần. Đáp án C 40 lần và đáp án D 2 lần. Thứ nhất, thầy cần các em nhớ một điều. Đó là gì? Khi làm bài tập, khi đọc bài tập mà thông số của bài toán cho về mức cường độ âm 80, 40 decibel thì ta phải nghĩ ngay đến việc ta làm phép gì ạ? Phép trừ. Các em chú ý nhé, làm phép trừ. Đây, ta nhắc lại kiến thức cũ một chút. Ta xét hai điểm. Ta có L1 trừ L2 thì bằng 10 log của Y1 trên Y2 và bằng 20 log của R2 trên R1. Đây là cái mà thầy cần các em phải nhớ. Ngoài việc là nhớ lý thuyết ra thì các em phải nhớ được mối quan hệ của các đại lượng mức cực âm thông qua cái phép toán này. Được chưa nhỉ? Cứ có mức cực âm, mức cường độ âm, làm phép trừ cho thầy. Không quan tâm trừ cái gì, cứ trừ đi, trừ hai đại lượng bất kỳ sẽ có kết quả. Tất nhiên là phải trên sự tư duy chứ không phải trừ bừa. Được chưa các em? Nhá. Ở đây ta có ta tóm tắt đề bài này. Lm thì bằng 40 decibel. LL ở đây bằng 80 decibel. Các em chú ý ở đây là mức cường độ âm, đây là đơn vị, ở đây là phải là decibel. Các em chú ý nhé. Đừng quên, thầy đã chứng minh rồi. À, thế thì đề bài hỏi các em là mối quan hệ giữa cường độ âm. À, cường độ âm ta sử dụng cái nhánh thứ nhất này. Đúng không ạ? Ta làm phép trừ thằng lớn trừ thằng bé đi nhé. Ta có NN trừ NM. Ở đây 80 trừ 40 bằng 40 decibel. Theo lý thuyết ta học đây ạ, NL trừ LM thì bằng 10 log của nào IN trên IM thì nó thuận đấy. Đây này, N trừ M thì đây là N trên M. Ok chưa các em? Rồi, đến đây mình có thể giải ngay được. IN trên IM của thầy bằng bao nhiêu đây? À, 40 trừ 10 được 4, 10 mũ 4. 10 mũ 4, 10 mũ 4 là 10.000 lần. Đáp án đây sẽ là đáp án. À, đó, rất dễ đúng không ạ? Chúng ta chỉ cần một lốt nhạc thôi là giải quyết được các ví dụ kiểu này. Nhớ, nếu số liệu cho về mức cường độ âm, làm phép trừ. Nếu số liệu cho về cường độ âm, làm phép tỷ lệ chia. Ok chưa?